Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay là nhân dịp mình chưa có hoạt động, chưa có đi làm nữa. Mình có cái thời gian để mà đi dã ngoại một tí xíu. Sẵn cái dịp mình đi núi, thường là mình hay đi núi lắm mọi người. Xa xa đây nè, mọi người nhìn đi, trước cái ngón tay mình á, là mỗi cái đỉnh núi ở địa phương mình đều có một cái ngôi chùa như vậy. Cái ngôi chùa này thì gọi là Bạch Văn Điện nha. Khuất bên này một tí xíu là Bạch Văn Động. Chuyên môn của mình là làm về cho anh hài, nhưng mà bữa nay thử sức mọi người đi theo chân mình để mình hướng dẫn cho mọi người đi lên trên cái điện. Cái đó là Bạch Văn Điện nha mọi người. Đi, mọi người cứ đi theo chân mình. Nếu anh chị em nào mà ở gần cái khu vực của mình á, muốn lên đó thì ngày xưa á, là nó có những con đường mòn như vậy nè. Mình đi lên đó là mất mấy tiếng đồng hồ. Còn bây giờ cứ mọi người cứ theo chân mình dẫn mọi người đi xe nha, đi bằng xe, đi lên đó tí xíu thôi. Bất cứ ai cũng có thể lên đó được. Thậm chí là già 70-80 tuổi đi vẫn được luôn. Nếu mà đi theo hướng dẫn của mình. Mọi người đi. Trước mặt mọi người là cái ngã ba đường khu du lịch Thì Dương nha. Rồi bắt đầu mình chạy con đường nhựa này thì mình sẽ đi lên tới cổng của khu di tích lịch sử Minh Đạm. Từ cái đoạn đó mình chạy lên tới đây khoảng 500m thôi, thì bây giờ bắt đầu là cái cổng của khu di tích lịch sử Minh Đạm. Thời gian trước đây lúc mà mình còn đi tập thể dục á, là mình đi bộ thôi chứ không phải là đi xe. Mình đi bộ con đường này nè, đi lên trên tới cho trên cái chùa đó, nó gọi là Bạch Văn Điện. Nhưng mà bây giờ á, mình không có thời gian để mà mình chạy bộ hay là đi bộ, tại vì mình phải dẫn theo mọi người đi theo chân mình để mà mai mốt á, có ai mà tới đây á, lên đó một lần, bất kỳ ai cũng đi được. Nếu mà đi theo cái cách của mình, xe mình chạy lên đỉnh núi luôn, đường cũng như vậy nào nha mọi người, lên giống như một cái đường đèo vậy. Thôi không nói nhiều nữa, mọi người đi theo chân mình. Ô tô cũng có thể lên đây được nha mọi người, bình thường thôi nha. Mọi người nhìn cảnh đi. Bên tay trái mọi người nhìn thấy là lan rừng nha. Phải chuẩn giật cái vỏ đồ. Sau khi nãy giờ mình đã vượt qua khoảng từ dưới chân núi mà lên đây nó khoảng chừng khoảng ngàn mấy mét rồi mọi người, chừng khoảng 1000 mấy mét thôi mà bất kỳ ai cũng có thể lên được đây. Đó mọi người lại thấy không, mình vừa lên tới nơi rồi, khỉ rất là nhiều. Anh em ở gần khu vực Long Hải, Phước Hải đó, gần đây thì mọi người nên lên đây một lần. Tại vì ngày xưa là nó chưa có con đường nhựa này. Nãy giờ anh em theo chân mình lên những cái đường đèo dốc quanh co đó, mọi người dừng xe lại check-in, nó rất là đẹp, nó cực kỳ đẹp luôn. Thì đây nè, giới thiệu tiếp cho mọi người. Đây là nó có một cái, mình lên tới đỉnh này rồi, nó sẽ có một cái ngã ba. Ở đây là chùa Ngọc Tuyền, là gần đây nha mọi người. Chùa Ngọc Tuyền, ở đây có một cái ngôi chùa gọi là chùa Ngọc Tuyền. Rồi đi theo cái hướng này á, thì mình sẽ đi vào Bạch Văn Động và Bạch Văn Điện. Cái hướng này gồm có hai ngôi chùa, Bạch Văn Động và Bạch Văn Điện. Thực tế ra ở bên hướng này nó vẫn có hai ngôi chùa luôn. Một cái ngôi chùa Ngọc Tuyền và cái một cái ngôi chùa nữa cũng đi hướng này,
gọi là Tứ Sơn Tự, vì mỗi cái đỉnh núi là có một cái ngôi chùa. Hôm nay thì mình đi Bạch Văn Điện và Bạch Văn Động, nhưng mà mình đi Bạch Văn Điện trước. Đi, mọi người theo chân mình. Trên đường đi rất là nhiều khỉ nha mọi người. Khi để tí xíu nữa mình lên tới Bạch Văn Điện đó, rồi mình ngồi lại, mình hỏi, tại vì ở trên hầu như là những người tu ở trên đỉnh núi này nè, là họ tu theo cái lối là gọi là tu tiên. Mình cũng không biết theo đạo giáo nào. Có lẽ tí xíu nữa thì mình sẽ gặp một cái vị lớn tuổi ở trên đó, rồi mình sẽ hỏi. Mình đi cái con dốc này nó cao khoảng chừng 300 bước chân thôi nha mọi người. Điều nó hơi cao một tí. Thì mình sẽ gặp cái ngã ba. Một hướng đi về Bạch Văn Điện, một hướng đi về Bạch Văn Động. Đây. Đây là Bạch Văn Điện. Còn đây là Bạch Văn Động. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người ra Bạch Văn Điện. Nhìn cái view nó cực kỳ đẹp. Rồi lên đó mình sẽ trò chuyện một tí xíu để biết mọi người biết theo cái cách của những người ở đây họ tu theo cái đạo giáo hay là cái gì đó, để cho mọi người xem. Ok mọi người, như vậy là mình đã, mọi người cứ nếu mà ở cái các vùng lân cận, hoặc là mọi người ở thành, kể cả thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh khác cũng vậy, nếu mà mình tới Long Hải, Phước Hải thì mình lại đi vào cái con đường, cái cổng mà đầu tiên mình có quay cho mọi người xem á, là cái cổng khu di tích lịch sử Bình Đạm á. Ngày xưa thì nó chỉ là cái đường núi thôi, không có xe chạy được, cũng khá lâu rồi nó làm con đường nhựa, nhưng mà cũng ít có người biết lắm, những cái anh em ở các vùng lân cận ít người biết lắm. Sau này thì mình biết là mọi người ít có người biết, cho nên mình mới đi hướng dẫn mọi người đi theo cách của mình á. Thì uốn lượn những cái con đèo đó, cái view nó cực kỳ đẹp, nó từng tầng. Thì trước khi lên Bạch Văn Điện á, thì mình cũng không biết ở trên đây người ta tu theo đạo giáo nào. Nhưng mà bây giờ mình đã lên tới nơi, mình nhìn cái bảng thì mình biết đây là đạo Cao Đài. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm 1921. Thôi không nói nhiều nữa, mọi người cứ theo chân mình đi ra, nhìn cái view xuống biển nó cực kỳ đẹp. Ai cũng có thể lên tới đây, kể cả những người 50-60 tuổi mà có sức khỏe bình thường thôi cũng đã lên được thôi. Đi chừng khoảng 400-500 mét là mọi người đi theo chân mình đi vô đó, gặp một trong những người ở đây, họ sinh sống ở đây đó, thì mình hỏi thử xem có cái gì để cho mọi người biết hay không. Thì bây giờ mình đi, thế giờ mình đi ra mình ngắm cảnh trước ha. Bây giờ mình đi ra mình ngắm cảnh trước đi, rồi mình hãy chở vô. Mình thưa, mình ra mình xin phép, mình xin thưa chứ. Đây có một ông cụ. Dạ mô Phật, con chào hai cụ ạ. Dạ cho con tham quan một tí xíu. Dạ tới giờ ăn cơm chiều ha chú. Dạ thôi chú ăn cơm, con ra con tham quan tí xíu. Dạ con tham quan tí xíu, vô rồi có gì con hỏi thăm tí xíu được không? Cái gì có thắc mắc con hỏi. Dạ thôi chú ăn, chú dùng đi. Ông dùng đi. Bữa nay mình có hai ông. Dạ chú với ông. Đây xin giới thiệu với mọi người, trước mặt mọi người á là khu du lịch Lan Rừng nha. Lan Rừng thuộc của Phước Hải rồi. Còn kia là Ocean Army. Mọi người thấy đó, xa xa đó Ocean Army. Còn đây là chùa Hồng Một.
đây là chùa Hòn Ngọt nha mọi người. Ở đây là một trong những đỉnh núi mà theo mình biết á, những đỉnh núi ngọn nào cao nhất đều là có một cái ngôi chùa. À, xa xa kia là ở đây, hình như đây trước tay mình chỉ là Bạch Văn Điện nha. Còn đây là Bạch Văn Điện, mà bên đó là Bạch Văn Động, sorry mọi người. Đây còn đây là làng Phước Hải nha mọi người, trước đây mọi người là làng Phước Hải. Xa xa kia thì có cái ngọn cờ đó, đó là chỗ đó là cái hang của di tích lịch sử đó mọi người. Trên đó mình cũng đã từng lên hết rồi. Ở đây chùa nào mình cũng đã từng lên hết rồi. À, thôi bây giờ mình đi xuống dưới này, xuống hòn đá này, cái view cũng đẹp lắm. Thì bây giờ mình đi xuống cái view ở dưới cho mọi người xem, rồi đợi các chú, mấy chú như lại ông ở đây á, dùng bữa xong rồi á, mình vô mình trò chuyện một xíu. Mọi người thấy sao cái view ở đây? Hồi nãy là mình đứng ở trên này nha mọi người. Hồi lúc sớm á, là mình có đứng ở dưới chân núi mà mình chỉ lên trên cao này là cái đỉnh núi đó, mọi người thấy rồi đó. Thì hiện bây giờ mình đã lên tới đỉnh rồi, thì mình xuống một cấp là đây có một cái viên đá cực kỳ lớn luôn. Cái view rất là đẹp. Ở đây lên, mọi người lên đây chụp hình thì thôi khỏi chê rồi. Nếu mọi người thích phong cảnh thiên nhiên, một bên là biển, một bên là núi, thì cũng nên lên đây một lần cho biết. Nó rất là dễ đi, mọi người cứ đi theo mình tới cái cổng Minh Đạm, chạy xe lên tới đỉnh núi luôn. Rồi từ cái đỉnh núi ngay chỗ trung tâm đó, thì mình đi hướng về Bạch Văn Điện này chỉ khoảng 400-500 mét thôi, thì nó cũng không có xa lắm, mà đường dốc nó cũng không có khó đi. Nếu mà anh chị em nào mà lớn tuổi thì mình đi, mình nghỉ từng chặng, mình đi khoảng 100 mét, mình nghỉ 100 mét, mình nghỉ chừng 4-5 lần là cũng lên tới đây rồi, rất là đơn giản. Thì lên đây có một cái ngôi chùa. Nãy giờ thì bởi vì chú đó với ông đang dùng bữa cho nên mình không có hỏi được. Thôi bây giờ mọi người theo chân mình vô, mình hỏi thăm chú với ông đó về lịch sử của ngôi chùa cho mọi người xem. Dạ con cảm ơn chú ạ. Dạ con cảm ơn ông. Nãy giờ con đi một vòng nhìn thấy đẹp lắm. Dạ. Dạ con xin phép chú với ông. Có rảnh thời gian cho con hỏi một tí được không ông? Cũng hơi thắc mắc. Tại vì con cũng nghe. Nghe là hồi đó giờ mình hay tu trên núi, gọi là tu tiên đó. Vậy chứ mình thuộc tu theo đạo nào vậy ông? Vậy mình tu theo đạo nào không? Đạo Cao Đài. Ồ dạ, đạo Cao Đài. Ở đây là đạo Cao Đài. Dạ, cái chùa mình thành lập lâu chưa ông? Cái này thì nói đúng hơn á, thì khi Đức Ngài đã bước cẳng đến đây thì dạ, coi như là năm 1927 nên được gần 100 năm rồi. Dạ, 27 bây giờ là 22. Còn thiếu 5 năm nữa hả ông? Đúng. Rồi dạ con cảm ơn đó chú. Thì bây giờ khi tại kỳ chiến tranh. Dạ. Thì Đức Ngài đã đến đây được ngày tịnh niệm. Dạ. Tịnh niệm đạo pháp. Vậy là vị tổ của mình đó hả ông? Đúng, đó là ngài Đức Lý Giáo Tông đó. Dạ. Rồi bắt đầu thành ra Đức Ngài mới khi mà hoàn cảnh chiến tranh, Đức Ngài cũng xuống núi. Dạ, ông ngồi đi, ông ngồi cho chuyện con. Xuống núi rồi xong rồi đàng hoàng. Dạ. Có nghĩa là trong cái chuyện chiến tranh là mấy ảnh. Dạ. Mấy ảnh đâu có Dạ, cho con hỏi mình có giống như đạo Phật là trụ trì hay là thứ tự gì không ông ạ? Cháu nói sao nói lại. Mình có giống như bên đạo Phật là giống như ông đây là trụ trì hay là... Rồi, con thấy là trả lời với cháu. Dạ. Có nghĩa là ở đây á thì nó không phải giống như đạo Phật là cái trụ trì. Dạ. Nhưng mà ở đây sự cũng sự thờ tự của cái vấn đề của đạo giáo này á. Dạ. Là tất nhiên mình là thủ tự. Chủ lớn nhất là thủ tự. Thủ hay chủ ông? Thủ. Gọi là thủ tự. Là giữ nhà. Dạ. Đạo giữ cho đạo ở nhà đó. Dạ. Dạ. Còn chẳng hạn như thầy mở đạo kỳ ba, thì đạo nhất kỳ là đạo Phật. Dạ. Nhị kỳ là tất nhiên thánh chúa giáo. Dạ.
Tam Kỳ là đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, dạ, là đạo Cao Đài, dạ, đó là ba thời kỳ của thầy ở trên Đức Từ Phụ Vỡ Đạo, dạ, Nhất Kỳ, Nhị Kỳ và Tam Kỳ, dạ, à, thì tất nhiên đạo Cao Đài gọi là Tam Kỳ, dạ, Tam Kỳ Phổ Độ, dạ, à, là đạo Kỳ Loa, dạ, thành ra mới đó là chính nhà nước ngày nay công nhận Nhất Kỳ, Nhị Kỳ và Tam Kỳ, dạ, chứ còn bên đó là chỉ có cái là ký giấy để cho hành đạo vậy thôi. Vậy là còn ăn uống hàng ngày mình có xuống đi chợ hàng ngày không? À, tự lực, có nghĩa là hai anh ở gia đình anh em, dạ, đem mình gạo thì nhân sanh đem về cúng, dạ, à, cúng nến, dạ, thì mình có gạo ăn cái ổ nhân sanh rồi, dạ, còn thức ăn rau cải ăn rau cải thôi, chứ ăn gì đâu, dạ, ăn cũng ăn chay trường, ăn chay trường, dạ, à, lâu lâu cái mình xuống mình mua về để tủ lạnh rau cải rồi, dạ, cũng có điện nước đụng đỡ hơn. Gạo là như ba cái dầm lớn này nè, ví dụ như xanh là cúng gạo, dạ, mì nữa. Thì cái chùa chính của mình ở nằm ngay chỗ ở dưới đó. À, dạ, có đó ở Phước Hải. Có chung không ông? Cũng là chung. Ở đó là cũng là đúng hơn á. Ở đó là một cái chi nhánh ở nơi đây. Dạ. Ở đây là tất nhiên đã ban chỉnh là tức ngày Đức Lý Giáo Tông học vị giáo chủ về đây tình liên. Dạ. Thì tất nhiên là khi mà để là xây dựng tất cả các cái thánh thất thì các, dạ, trong bổn đạo của mình xây dựng. Dạ. Nhưng mà trong đó là Phước Hải là dưới quyền của ngài Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương. Dạ, cho con hỏi một câu này, nếu mà khó nói thì thôi không nói. Thí dụ mình theo cái đạo mình có cúng kính cho cái người bệnh hay là cái giống như là mấy cái đạo khác không ạ? Cúng những giống... người phúc mặt á hả? Dạ, không, mình cúng bùa đồ đó, cầu lành bệnh đồ không? Nhưng mà không có làm bùa, chỉ, dạ, là ở mua bao bả như bữa nay nè, cầu lành, dạ, bệnh cho cái chú đó, dạ, bệnh là có. Chứ ai không sẽ không phải làm bùa. Giống như là, dạ, giống như chùa luôn ha, cũng gần giống như chùa vậy đó, là cũng là cầu cho tiêu tai các tường, hoặc là tai qua nạn khỏi, cầu siêu, cầu an rồi vậy đại khái. Đó là cầu siêu, đó là mình cầu. Dạ. Đó là có kinh cầu lành bệnh á. Đó là cầu an đó. À, cầu lành bệnh. Dạ. À, người bệnh á. Dạ. Lên đây mình cầu. À, đọc kinh á, cũng là kêu cầu, dạ, lành bệnh. Thì à, bởi vì có những cái vị mà hay tu trên núi rồi cúng vẽ bùa. À, cúng là vẽ bùa đó là nó là cái quần. Người ta tính cái mê tính, dĩ tâm mê tính, dạ, mê tính. Còn mình là à, mình ra trả là cúng cầu nguyện, mình là tín ngưỡng, à, tin tưởng cầu nguyện, dạ, ở trên cho người đó dịch mau nhẹ bệnh, dạ, là mình là tín ngưỡng, à, chứ không phải là mê tính. Ừ, đúng rồi. Dạ, mê tính là cũng giống như vẽ bùa vậy đâu, à, đúng rồi. Còn là mình không có, mình chỉ cầu nguyện ở trên cho người đó được mau nhẹ bệnh. Dạ. Con hỏi cho con hỏi ông nay nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ, 80. Lâm cấm rồi, nó lâm cấm rồi. Cũng còn khỏe mà ông có đi lên đi xuống núi được. Đi xem ra luôn mà. Lên xuống thường mạnh lắm. Dạ. Ờ, bộ vợ đi. Không, mấy cháu đi không lại tôi đâu. Dạ, dạ chắc có là không bị quen. Mà cũng đâu có xa đâu. Từ ngày làm con đường nhựa tới giờ lên đây chừng khoảng 400-500 mét nhiêu. À đúng, 500 mét. Dạ. Tôi đi 5 phút. Nếu mà cái người đi không quen thì cứ 100 mét nghỉ lần, 100 mét nghỉ lần, nghỉ 5 lần là lên tới liền. Đúng, còn này tôi mà đường cũng không có khó đi. À, đường nó rất là đơn giản. Còn đó khó thì giờ nó làm lại cũng dễ đi quá. Dạ, nếu mà khách ở xa tới thì cứ đi lên, đi chạy xe lên tới chân luôn. Tới ngay chỗ khu di tích Minh Đạm, cái mình đi bộ lên đây có 400-500 mét. Rất là gần, nhưng mà lên đây là đẹp. Phải nói là rất là đẹp. Con đường đi lên đây đẹp, có quá đẹp. Có là của ta to bật bự chứ không? Giống như cái đường đèo ấy, uốn lượn quanh co mà xe chạy lên cũng dễ dàng. À, đẹp lắm. Nhìn xuống từ tầng vậy nè. Vậy là mình, ông lên đây là ông ở luôn trên này? À, anh em ở trên này luôn. Dạ. Có nghĩa là mình đã hiến thân mà. Dạ, là có nghĩa là đi tu luôn đó, chứ không phải là giữ thôi. Đó là tu chứ còn gì nữa. Con cứ tưởng là giống như là đi lên rồi đi về gia đình vậy đó. Đó là sinh hoạt, đi đứng với lại hành đạo. Cái người theo đạo gọi là nhân sinh phải không? Chú tín đồ. Tín đồ. Dạ, thì cũng giống như là bên Phật giáo thì gọi là Phật tử. Phật giáo là Phật tử. Dạ. Còn ông nếu mà ở bên đạo Phật thì gọi là thầy luôn rồi. Ở chùa luôn. Còn tôi là không có nhận nhiệm vụ đó. Dạ, không có nhận của thầy. Không xưng. Nếu ai xưng hô đó đạo nào nó Phật giáo rồi đó, nó xưng hô là thầy. Dạ. Còn đối với tôi là huynh đệ. Huynh đệ. Nhưng mà giống như là gọi là đệ tử con chiên đồ. Cũng là huynh đệ. Cũng huynh đệ. Nếu em nhỏ thì đệ. À. Em lớn là huynh. Còn nếu là nói em cái phẩm vị của em lớn hơn tôi. Dạ. Là huynh.
Dạ. Nhỏ hơn là đệ. À, mình tính theo độ tuổi của đi tu đó. À, chứ không có kêu mà thầy. Nhưng dạ. Em vẫn kêu ở thầy là Đức Chí Tôn. Dạ. Chỉ có một Đức Chí Tôn, chứ là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế á. Dạ. À, mình thường thường mình nghe vậy ha. Dạ. Nhưng mà Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn là thầy. Thầy là Đức, chứ còn nói gì. Mà nếu mà ai mạo muội gì đó là tôi xưng thầy, đó là lỗi với Đức Chí Tôn. Thì người đó sau này sẽ bị hành phạt. Dạ. Nhưng mà hành phạt thì mình không thấy. Dạ. Mà nhưng mà thấy người ta bây giờ được đối xử đạo giáo, đối xử với nhau. Dạ. Thì coi người là xưng hô là thầy. Dạ. Nhưng mà họ nhận là người tội người ta ráng ta chịu. Dạ. Chứ còn bên đây là không thể nhận cho thầy. Dạ. Huynh. Còn cháu tôn trọng chúng tôi. Dạ. Tôi lớn tuổi nay 80 rồi. Dạ. À chú. Dạ. Nó là tôn trọng. Dạ. À, nó cũng thật sự là nó là. Nếu mà là nếu mà chung một đạo thì gọi là huynh đệ nha. Huynh đệ thôi. Dạ. À, cũng... Nhiều người không biết tới kêu thầy là cái nó mang tàu. Dạ. Nói anh là mang tàu. Dạ. Vì... Cho nên là trước khi con xưng hô con cũng phải hỏi thử để những người khác á, để những người khác mà họ tới đây đó họ cũng thấy là họ biết, họ tìm hiểu, họ giống như nãy giờ con trao đổi với ông á, họ cũng nghe, ví dụ họ nghe được, họ hiểu là tới đây phải xưng hô theo đạo Cao Đài là xưng hô như thế nào, gặp ông là xưng hô như thế nào. Người ta làm khi thầy mở đạo ra thì lầm lẫn, có một số người mình là nhân phàm làm lẫn về vấn đề sự xưng tụ xưng hô. Hãy những người mà trụ trì ở chùa là kêu bằng thầy. Nhưng mà trong khi nói ổng có nghĩa là bị Phật giáo nó tự tôn nó cho là thầy. Như ở Đức Thích Ca thì bây giờ con cũng là ổng Đức Thích Ca, nhưng mà bây giờ nếu thầy thì tất nhiên mấy nhà sư toàn kêu thầy không. À, nhưng mà ta nhận thầy mà thầy là lỗi với bề trên, lỗi với thiên liên. Dạ. Đức Chí Tôn. Dạ. Đức Chí Tôn là anh cả, Đức Chí Tôn là thầy, mà thầy là Đức Chí Tôn. Dạ. À, dạ, cho con hỏi thêm câu nữa, cái mục đích cao cả của đạo mình đi tu có phải là giải thoát giống như đạo Phật giáo à, không? À đúng. Cũng mình là giải thoát. Thì mình đi tu thì mình nên cần giải thoát sau khi giờ những người xuất sắc, bởi vì hiện tại bây giờ mới đơn cử như chúng tôi. Dạ. Tôi muốn cần đi tu cho đến khi thoát xác làm sao cho yên diệu. Tôi dạ, cần như theo con biết đó, là ở bên Phật giáo thì có 6 nẻo luân hồi, có thể là đi về 6 nẻo luân hồi đó tùy theo mà cái cấp bậc của người tu. Nếu mà theo đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của mình là nếu mà mình thành chánh quả rồi mình có phải là đi về một cái cảnh giới nào không? Không, bây giờ mình nói bây giờ nếu mình nói cho cháu nghe đến giờ trên giới thì không thể không có mức tưởng tượng đó, mình không thể nói được. Dạ. Bởi vì khi mà mình đã chỉ thoát xác thì tất nhiên là phải ở đây có nghĩa là cũ tu theo cụ dạng cũ phẩm. Dạ. Cũ phẩm thần tiên. Dạ. Thì thành nó không có đó. Còn nói về vấn đề thoát xác thì không, là đi theo đi lên gọi là khi mà chánh quả đó. Dạ. Thì mình không thể tưởng tượng nó được. Dạ. Mức ơn trên đã định. Dạ. Tôi đến đấy là lên đó. Dạ. Chứ còn ơn trên định sử dụng tôi, bởi vì tôi mà bắt đầu là mình biết đâu là coi như trong còn cái số thì bị đỏ. Dạ. Cũng vẫn bị đỏ như thế. Mình có những mình trong cái kinh trong đạo mình có kinh là nói về luân hồi hay là địa ngục có luân hồi đó, là phải nói đạo Câu Đài là nói gì về luân hồi gì nhất. Dạ, cũng là luân hồi, cũng là địa ngục. Dạ. Nếu mà ăn ở cái về làm thành Phật đâu chưa đó. Dạ. Tại cái mình phải trả hết cái nghiệp của mình rồi. Dạ. Nó lên từ bậc từ những phẩm nào tới phẩm nào. Dạ. Nó mới được thoát xác. Chứ còn như anh em của mình về cũng chưa. Dạ. Chưa tới đó, tới một bậc là cái như mình nói như vậy cho đây là sửa tu để sửa mà thôi. Hàng đầu sư đó. Hàng đầu sư được đổ lên á, đó dạ. Là vui tiền, còn những mấy anh em còn là chưa. Không, ý con hỏi ở đây là giống như đạo Phật á thì người ta nó đưa ra trước là có 6 nẻo luân hồi, có nhân có quả, anh tu thì anh thoát, anh tránh được những cái nhân xấu nhân lành. Thì khi mà anh chết đi thì anh đầu thai về 6 nẻo luân hồi, nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi loài người, rồi cảnh trời, cảnh tiên. Đó, bởi vì bởi ý muốn tu là như vậy là tôi chưa từ phẩm 1, từ phẩm 1. Dạ. Rồi đi mà nếu nghĩa là tu đúng sai là sẽ tận ngày mang tội lỗi quay trở lại như thường. Dạ, ý là con hỏi ở đây là mình có biết trước là
không rồi chứ không trong kinh sách có nói trước là anh là bạn bạn tu bạn sẽ được về cái cảnh giới này cảnh giới kia, có nói như vậy không mà cũng có cũng nói có. Nhưng mà cấp hạn như tụi tôi dạ con biết rồi ý là con biết là có ý có nói trước trong kinh sách là về cảnh cao nhất là cảnh giới nào tới là cảnh giới nào cũng giống như là về Tây Phương Cực Lạc giống như bên đạo Phật á, là nếu mà tu đắc đạo thì về Tây Phương Cực Lạc còn mình là về trời đạo Thiên Chúa giáo thì là về trời về với Chúa thì nói vậy chứ mấy ông về trời không ý là khuyến khích ra ông ạ mình không có nói là về chỗ đó dạ đúng rồi lúc mà khi mà mất đi thì không biết mình sẽ về đâu nhưng mà khuyến khích có nghĩa là nói trước khuyến khích nếu mà ăn ở hiền lành thì được về với Đức Chúa Trời thì tốt hơn mình nói là mình tu mình sửa rồi nói là tu sửa cho hoàn cho thằng hoàn thành mình thực tế hơn có nghĩa là mình tu là mình sửa chính bản thân mình ở ngay thời điểm mình an lạc tức là chúng mà mình không sửa thì mình cứ mang tội lỗi hoài đúng lương thời tiếp cứ mang tội lên xuống dạ. lên xuống cứ vậy thôi mình có nói về nhân quả nhiều không nhân quả giống như đạo Phật thì nhân quả là nếu mình là cái tội lỗi dạ, nếu rồi, mình gây tội ác thì phải là phải có nhân quả có nhân có quả đàng hoàng nói như vậy bây giờ nói là cái pháp là giờ tôi tu đây tôi ngồi đây tôi sửa ngày mai tôi thành Phật vừa chặt không có đừng nói như có nghĩa là khi mình mất đi là không ai biết mình về cảnh giới nào nhưng mà trước mắt là mình anh cứ sửa đi tốt ngày nào hay ngày đó đúng rồi nói như vậy đó là, phải là mình đó tu là đây cái để thành Phật dạ đúng rồi cái lục phương tu để sửa từ chỗ hư đến chỗ nữa này trở thành chỗ nên như vậy mình con người của mình trên trần thế mấy ai khỏi lỗi không ai không khỏi lỗi hết mà lỗi phải sửa khi mình làm trừ đỡ tội căn hay là phải biết ăn năn mình vô đây mà mình không biết ăn năn sám hối làm sao mà cái tội mình được siêu thoát được nhưng mà mình biết được siêu hay không đây mình cũng không đâu biết thành được ra nó tự hào không được nó tu ngày mai thành Phật hay là tu qua tu ngày mai thành ông cha không phải không có đâu không có dù đó vẫn là mình là mình mà bây giờ sửa. Mình sửa giờ anh nói về cho em rõ nha em ở ngoài đời em còn ăn mặn còn nhưng mà anh về thì là được ăn chay rồi còn có tội hay không mình không biết được nó chỉ là sửa đâu tập lần để mình ăn chay còn nhưng mấy em còn ăn mặn vậy đó. Cho con hỏi nếu mà con là cái người ngoại đạo đi đại khái là con thì bây giờ là người ngoại đạo mà con tới đây con thăm ông với chú thì sau khi con ra về con xin ông với chú cho một con lời khuyên để mà về đó sống tốt hơn thì ông khuyên điều gì? Thì bây giờ khuyên cho hai cháu để làm lành là lánh dữ thôi, mình làm cái sự lành. Khuyên chúc mấy cháu khỏe mạnh khỏe, chúc mấy cháu được làm lành, được làm lành để trở lại cái sự tốt. Để xa lắm những chuyện gì sống xa. Dạ, có giống là năm cái ngũ giới ở bên Phật giáo không chú? Nó vẫn có mà như mình không có đó người ta lý luận. Chứ không thể mình nói đem cái chuyện ra được. Mình có giới luật không chú? Có chứ. Giới luật chứ. Giới luật tụi gắt gao lắm. Giới luật á? Gắt lắm. Mình có bao nhiêu giới luật luôn thưa ông? Bao nhiêu giới luật? Dạ. Có nghĩa là cái điều tân luật này phải nói rằng nó là tụi cả. Nếu luật là luật giữ dặn lắm. Dạ. Mình nếu nó phân tích bao nhiêu luật thì bây giờ mình cứ tự giữ thôi. Ý còn... con hỏi đây là số lượng thôi chứ con không có muốn ông mất cái thời gian giải thích với con á là số lượng có thể là mấy trăm giới luật. Năm cái là nhất bắt xá sanh, nhị bắt du thiết, tam bắt tà dâm, ngũ bắt vọng nữ. Là ngủ là ngủ trong ngũ giới cấm á. Đó là mình là cháu muốn nghe cái này nè. Nhất bắt vọng nữ. Nhất bắt vọng nữ. Bắt vọng nữ. Vọng nữ là nói láo. Nhất cho mình nói cho nó rõ luôn chút. Dạ. Chứ phải mình nói đớt rồi nó theo đớt. Dạ. Nhất bất sát sanh, bất là không. Dạ, không giết. Không giết đó. Nhất là bất sát sanh, không giết con vật. Tu vật, con người. Dạ, nhị. Không thù hiềm với nhau. Dạ. Không dám giết cũng không thù hiềm với nhau. Dạ. Là nhất bất sát sanh. Rồi nhị. Nhị bất giọng ngữ là không có nói láo. Dạ, nói láo là mang tội lỗi ngữ. Dạ, nhị là bất giọng ngữ. Rồi tam bất. Du thiết. Là tất nhiên mình là dù quến á. À, du thuyết là mình dụ dỗ người ta. Dụ dỗ là du thuyết. Tam bất du thuyết. Đó là luật cấm mạnh nặng nhất. Dạ. Còn tứ.
Tứ Bắc tà dâm. Tà dâm. À, Tứ Bắc là tà dâm, là không có là... không có dâm tặc, dâm gian dâm với cái người khác với ngoài giờ dâm. Có giờ đầu lấy nữa, hãm dâm hãm hết như vậy đó. Rồi giới cấm thứ năm là ngủ, ngủ Bắc. Quên rồi. Thôi rút lại rồi. À, lớn tuổi rồi, nó đó quên đó ông ơi. Cũng chuyện nó bình thường, nhiều khi tuổi con mà đâu còn quên rồi. Có đôi khi nhiều khi làm việc nhiều quá cái đầu cũng nói đó quên đó à. Mà hồi còn trẻ nhớ hay nhớ mà vô xong mà nói chuyện nó lại quên. Dạ đúng rồi. Cái bình thường thì mình thanh thản mình dễ nhớ lắm, còn khi mà vắng đáp làm là dạ đúng rồi. Tại vì ý của con đây sẵn là lên thăm tham quan, thứ nhất là tham quan, thứ hai là con cũng muốn hỏi cho tôi biết. Nhiều khi còn nhiều người ta đi sau mình á, người ta cũng biết hơn, rồi biết cách xưng hô, rồi biết đạo giáo. Dạ. Rồi thôi cũng tối rồi, chiều rồi, con xin phép ông với chú là con đi xuống núi. Dạ, có dịp khác là con lên con tham quan. Nếu mà các anh chị nào mà muốn đi thì con lại tiếp tục dắt họ lên để tham quan. Mà mấy em muốn nhớ dạ, cảm ơn ạ. Dạ con về nha ông. Chúc cháu chúc lành cho hai cháu nha. Dạ. Dạ. Dạ con xin phép ông con về ạ. Xin phép chú về ạ. À giờ này cũng đã 6 giờ chiều rồi mọi người. Giờ này 6 giờ kém 5 chiều rồi. Cho nên mình xin phép mình ra về. À, sau khi mình trò chuyện với ông với chú để mình biết được cái cách xưng hô, thứ nhất là cái cách xưng hô, thứ hai nữa là cái năm thành lập cái ngôi chùa này cũng khá là lâu rồi. À, hình như là ở đây đấy là năm 71, mọi người thấy không, là để hồi năm 71 tới giờ cũng khá lâu rồi. Năm còn một năm nữa là 50 năm rồi. Nhưng mà đó là cái hồi nãy ông nói là cái chỗ đó là cái năm đó là cái năm thành lập xây dựng thôi, chứ còn mà còn cái vị đầu tiên mà ngụ lên đây ở tu đó thì là 95 năm, như nãy ông đó ông nói đó, là đã 95 năm rồi. À, thôi cũng chiều rồi. À, mình có đo lời tâm sự về vấn đề cái kênh mình mấy bữa nay là lý do là lỗi do mình nha mọi người. À, lỗi là do mình không có đủ tài chính để mình tiếp tục. Tại vì năm ngoái á, thì mình có còn kinh doanh cái phòng net được á, mình còn chút đỉnh tiền mình làm, mình đầu tư vào đó, rồi lương bổng của anh em. Nhưng mà khi mà ăn Tết ra rồi á, là mình quyết định cái phòng net nó nghỉ mấy tháng dịch rồi, nó hư. Sorry mọi người, mình vừa nói vừa đi nhìn xuống dưới đất. Thì mình không còn kinh phí để mà duy trì nữa. Thì trước mắt là tạm thời mình ngưng lại một thời gian. Mà chắc có thể là mình sẽ quay lại mình làm tròn thôi mọi người. Tại vì sở trường của mình là làm tròn nó vui. Chứ còn mình đi review như vậy thì trong thời gian tạm thời gián đoạn thì mình đi review cho mọi người xem. Ở chỗ mình á, cứ mỗi ngọn núi như vậy là một đều có một ngôi chùa nha. Chùa hồi nãy là Bạch Văn Điện, thì bây giờ mình ra tới ngã ba rồi nè. Đây là Bạch Văn Điện, còn hướng này thì đi về Bạch Văn Động, rồi hướng ở bên kia nữa. Thôi chào tạm biệt mọi người. Có thể là ngày mai mình lên Bạch Văn Động cho mọi người xem luôn. Ngày mai tiếp tục mình đi sớm hơn. Mình đi sớm hơn bây giờ. Bây giờ thì cũng đã chiều tối rồi, mình sẽ lên Bạch Văn Động cho mọi người xem. Thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người. Để mình review dài cái video clip đó, rồi mình sẽ lập lại tem. Mình tiếp tục làm tròn cho mọi người xem. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.